vị thí vi phía bà tạc bà chăm sạp đá. Chúng tôi xua lục lục xoay bóng ôn bởi mật đai cầm bông tam đan sạch đập cảm thi vì sự sập nô cầm chia này thằng ngày đi. Chà hay cơ xông chúng tôi xua lục lục xoay bóng đá chà. Chà cầm thi này thằng ngày đi cứ thằng ngày sọc đập cát. Chà khai mía chân nằm chơi lấy trái xạ bất xạ cả đài bì bòn pram rồi học sạp rám. Chà trời đừng thằng ngày tiết đập muối khai cầm phé cứ xạ cả đài bì bòn mà phai bì. Chà hay thằng ngày đi chương nâng ở bà phía xa tờ lơ bà thiên bà bót bà bút đa sát xá nâng sạp mình đủ. Chà hay nâng lúc dương huyền việc khám mân kết dụ bì rút. Chà đại anh chương đi môn chô nâng nâng cầm thi chà chạy bà phía xa dương nâng thằng hôn camera cha này dụ bật bát này dụ bật bát mình đôn on trạch chiết Campuchia bật chăm này bật sơn lây răng cá cha hay mình ruột tiệt nó cứ lột cao bị chết cha cô bằng điện phong đại cha cái na xôm thay bài bằng công có đôi chia chấm điệp xua lột cao bị chết phong đại cha năm tuổi cái na cha Campuchia này đai lột lột sợi cái ai sắp tòa đã tạm được giá thân đi ví dụ video FM rồi bị chạy pram nơi FM rồi pram chạy pram nơi khai ở nơi rịt thân đi phần bánh hay dương đường miền sai tòa ta tạm đã khai chậm nôn pram tiết phòng đáy cha đua miền FM rồi bị chạy pram nơi khai bà xe nụ FM 8 bay nơi khai bà đồng bóng nơi khai xin riếp đua nâng ví dụ bộ phá FM rồi pram nơi khai cực chế hay nâng nơi khai bộ sát FM suýt FM rồi chất pram nơi khai ở bộ sát phòng đại trang hay nơi khuôn cảm thị ní lục lục sợi có ai tốt sản chí vi rộp sai tỏa đá tam địa ở tùm bộ Facebook đồng chạm đồ sử thịm lục Campuchia đã miên ở sài thàn Cambodia Center for Human Rights rồi có chi pisa khám ai đã tham mà chạm đồ sử thịm lục Campuchia trang hay nơi khuôn lục lục sợi ai đã chỉ mà tệ chục bò rồi có xâm nua nơi khuôn ở tông khám mân ở kháng kào đại dương cổ bông cho chạy phía xa ní lục lục sợi nâng ai cho chạy phía xa khuôn ở cảm thị dương bán trang hay nơi khuôn lục lục sợi có ai hai một căn tổ sập chân nốt bay xài đá xài thì mũi cứ xôn đập ra mũi xài thì pi cứ xôn học cốt xài thì bay cứ xôn cái sập ra bay để miên lệ mà phay cốt đập ra pi lục lục xài à cho chơi bị phía xa cho mũi phải ăn cru cái đôi chia lục cao vị chất đại chỉ cùng bằng điểm phong đại còn địa tôn từ năng ở bát thiên ở bát bát sát sanh năng sập mà nội dương cha cha hay nó còn nội dương còn miên cả ca chạm sai lòng vinh đáy ta tam ở sản này ví dụ chấm nôn pi tiết đôi chi ví dụ sweet FM cao sắp bay chọn mà phải prám được có cao sắp bay chọn xám sắp nâng khai cầm bốt hay nâng sweet FM cao sắp xâm tốt rồi bay chọn prám nâng khai ở độ ở bản tin mình chơi phong đai cha nâng về liên mong prám rồi hô đa mong prám mùi lần nghỉ này cha cha mình chung có xung chung điệp phong đai tha rô ca bằng chân mà tệ dụ bò nâng khôn ông kịch bị phía xa ní cha xung lô lục xoay pra pra bị bệnh bọc cọp đai kram xa lật thố cha nâng cổ rộp xích đây thay thân ô chung bố nẹ đợt tầy cảm vị thi vị phi bật tạc bà chăm sắp đá cứ chỉ cảm vị thi muối vị phi âm phi bật tạc đại cát miết nâng khôn ông xung công chiết nâng ăn trại chiết khôn ông bè bạch bòn cảm vị thi ní miền sài tòa nơi riêng rồi thằng ngày sóc về liền mang đậm mùi đậm mang đậm vị thằng ngày trắng hay cả miền sài tòa chỉ video tam rồi dễ tâm qua Facebook đã biết là sài ở thán Camden Center for Human Rights lúc này ai chưa rút mình trên mặt tệ dục bá rư sầm núa tam rồi dễ bật off comment khăn cào đói mệt tay chăn chung sầm chụp điệp xua cái đôi chia thoải một côm và ông kêu cái đôi chia ở lục vị chật phong đá cha cha môn nâng dương chơi chơi đo bát thiền bát bồ tát sanh nâng sập mình cha nên chung điệp rọp tru tru tiệt tông nâng bát thiền bát dương phong đá cha nơi thằng ngày ở bồ tát sập đàn cầu này cứ chỉ thằng ngày bồn miệng cơ bồ chia cha vị thi bồn miệng cơ bồ chia bập lang thưa đầm bay lùm lắc đo thằng ngày đài bà sa ma sam pốt trung bậc ca đầm bay bằng cao ở bà bồ tát sanh nâng lang khung lục cha nơi ở bờ tây ấn địa cha cà pi pram roy bảy sáu trăm bảy chín năm môn cư sạ cà cha nơi thằng ngày thì đập pram cát khai miệng rồi pi cà tra đằng bò bảy ống cha chấm nôn ở bầm bùn khai cột cha cà bằng cà bảy phật sa sa nong ở thân nặng chi ông cà sa sna mùi ní thưa la nơi nong chấm nào bảy ống ở bảy sang chấm nôn mà pon pram roy mà pon pi roi hà sập ống cha chia sẻ mà chắc nơi nong ông mà hà sanh bạn muối đại biên ở đại ban đi môn pi group sơ to bản nặng tiếng cha nơi nong mà hà sanh bạn nú để sa ma sam pot
trong ban proca nâu coca chấm nồi đậm mùi proca, xem rạp aoi xem ác chắc xem ác chắc mà ha xanh đậm proca jog nâu vị thay chi vật nâng xem rạp jog từ plus size từ đó đón nhận đợt tấy ở ban cho làm pi bút sách na cha, nơi khung chấp bắp rót thả thầm nôn này Brazil là chắc Campuchia có bán chai tha bút sách na chỉ sách na là bảo rót cha Brazil bảo rót Campuchia từ tu ban lâu và bắt thua chấm rót sầm bồ bái cha bảo rót có miên ở sợi phiệp khang chấm nứa nâng khang bắt tập bắt tham sách na phơi sách na chỉ đào cha được chen thả ta thằng ngày cầm mị Campuchia sama samput chi mạch nai jeung cha trong pratean avat padamao dal maha sang cha sanabat chum to maha sang sanabat no knong wat ve ve lwon cha dai chi wat dombong bang ah tha ta mien haet ka avai dai kaet lang hai preah sama samput chi mạch trong chiết ở cả nút sầm đai nhà vát ở bát mạo đo ở bát sang đại miên đại ban đi môn châu nước nông cái lại nút cha ta đào ở trung cầm nót nơi cô nội dục bài khung cảnh sắp sai bộ phận sách na miền sơn đã tầm khăn khung cảnh lực cầm bùa tạo ra sự mình đâu hay năng ở sân công chẳng ngàn lúc cha dân năng ở chè lúc mới coi về phía xa cho mối năng ở bà ông kêu đôi chia lục kêu phong đá cha được chưa nè nên trong bà ken sầm nua từ bà ông kêu muốn cái này bà ông kêu lư khang trong tết cái này ព្រះអង្គមុននឹងយើងចែកទៅដល់ពុទ្ធសាសនាគណៈសូមព្រះគេនសំណួរជូនព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គលើកឡើងត្រុសត្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីទៅជាពុទ្ធសាសនាចាសូមជួយសូមនិមន្តព្រះអង្គសូមមស្ការជំរាបសួរត្រៃដល់ក្តីគោរពមិនច្រឡាសូមប្រាប់ឲ្យបង្គំព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈព្រះតេរានុត្រៈគ្រប់ព្រះអង្គ សូមជំរាបពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីពុទ្ធទាំងអស់ជាពិសេសបងស្រីជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយបងប្រុសវិចិត្រដែលចូលរួមជាមួយអាត្មាភាពហើយក៏សូមសម្ដែងសេចក្តីអរគុណដល់ជាមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបាននិមន្តអាត្មាចូលរួមក្នុងការចែករំលែកដែលចំណេះដឹងតទៅនឹងពុទ្ធសាសនានិងសិទ្ធិមនុស្ស ដែលយើងមើលនៅក្នុងពាក្យថាព្រះពុទ្ធសាសនាពាក្យបាលីហ្នឹងបើយើងមើលក្នុងនិយមន័យហ្នឹងគឺជាការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានន័យសាមញ្ញថាការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គអវាទការទូន្មានរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយយើងហៅថាព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែបើយើងមើលក្នុងបរិបទសាសនាវិញ យើងមើលក្នុងបរិបទពាក្យថា religion ដែលយើងប្រើមកភាសាខ្មែរយើងថាសាសនានោះគឺប្រពុតសាសនាមានទស្សនៈខុសពីសាសនាដទៃដែលអាចនិយាយក្នុងពាក្យសាមញ្ញថាមនុស្សនិយម humanism អ្វីគឺស្ថិតនៅលើអំពើរបស់មនុស្សទាំងអាក្រក់ទាំងល្អរឿងគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងអាក្រក់ទាំងល្អហ្នឹងគឺមនុស្សជាអ្នកបង្កើត การนั้นมนุษย์ที่เนี่ยบังเกิดมนุษย์ก็มีสมรรถภาพในการบำบัดกำจัดบางหนึ่งเรื่องราวแต่เอาหนูได้ตัวนี้ถ้ามาโจรวมแต่ปัจจุบันพวกนั้นเปลี่ยนทางพระพุทธศาสนาคือจิตการตัวมีนจิตอวัตจิตการเปลี่ยนแปลงระบบการสมาสัมพุทธก็ต้องสมอกุลกนากนาอภิคุณพระองค์อะไรนี่กนาสมจูนเตอร์ลูกครูวิจัด លោកគ្រូវិចិត្រមានអ្វីចង់បន្ថែមទេតកតងនឹងពុទ្ធសាសនាមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចិត្តគណៈអាចារ្យបាទសូមអរគុណហើយជាបន្តខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការចំពោះប្រគុណម្ចាស់កាសបៈហ៊ុនខេមរាណាមចាស់អរប្រគុណមែនតើហើយរីករាយដែលបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គសាជាថ្មីធ្លាប់ទៅលេងព្រះអង្គដល់ចាំដល់នៅស្រីលង្កាព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការបានច្រើននៅទីនោះហើយ សប្តាហ៍ថ្ងៃឃើញព្រៀងសមាធិទួនអេច្រើនកណាសូមនមស្ការដល់សេចក្តីជ្រះថ្លាហើយជម្រាបសួរដល់កញ្ញាស្រីសុភាពហើយនិងសកលិកជនទាំងអស់ដល់កំពុងតាមដានការវិភាគនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
Sẩm rap Phật Phật Sắc đôi chi Phật Ông ban bịa chẹt mong mình hay cứ chỉ biết tuyên bậc đạo chỉ cam người dân rồi bỏ Đức Sư Ma Sẩm Phật chỉ nhẹ trạch đằng đạo trạch đằng nó cứ trạch đằng là ấy kế cứ Phật Ông ban trạch đằng rồi còn rồi khơi nào vị thi muối ai cho làm lột tục và hai chỉ chiên bà chiên tam rồi chân nam muốn hai sập ngày nó miên nhẹ bật được bật hai chỉ chiên bay rồi liền nhẹ hai bà nào lơ bị phục lột này bà hai ở miền tây tới vị thi rụng lột tục nít nơi sầm mây nó cứ miền mà nó chỉ tràn trên mao chỉ miền mây là thị chỉ tràn đại trên mao đồng bay và ca ở đây có gặp thay vị thi bọc luôn nữa chia vị thi đó là o chia đồng nọ sai chỉ vẫn hai bộ phốt của ông rồi khơi mấy cứ rồi khơi biệt thành đập biên năng ảnh cứ đập biên năng ảnh chỉ biệt mũi đại miền tây nó còn bộ phốt sát na tế hay bay ai tập đào tập biên nó cứ thầu miền chút tập xa được cùng vị thi để đào tập đào nó cứ đào tập tam lâu cần đào lâu mặt chung chia lâu đào mình chung là chung rồi chẳng hạn thà ở đây mẹ bà con tập đại ông cùng bay từ cả hai ta sau mà thi bản nhà năng chẳng của quốc gia sẽ nên buôn cho bạc nên ai cho ra phần tay bờ này gì ở sầm mạnh máu cứ bị mà mắt cứ của quốc gia sẽ nó cứ chia sát na đào bạc can vô lâu cả đá rồi gặp lâu một chúng chỉ như kia chỉ vật bạc tồn ảnh làm chắc xong ở bậc quân hay xong ở quân cha ở quân tra lục ru cha lục ru bà sinh chỉ ưu tha thai dương khơi nhai thai nơi khnông ở bắc tây campuchia dương dương tam ca sa chư rồi bà ở cơ xuông tham cá dương khơi tha miên tạ đỏ ở cao sập phía rồi này về chia pro đó nè, lục ban chia sát sanh nơi khung khung Phật sát sanh, tha ta sát sanh Phật sát sanh làm bay khai để chia Phật sát sanh, tha ta cua tại pratabat giang mạch dương khơi tha cao sấp bẩm phơ phi rồi men vận tải ca pratabat vẫn dương khơi nhặt đọp phần năng tề tha ta cua tại thuật bẩm mạch làm bay ao Phật sát sanh nâng quạt pratabat đổi khung Phật sát sanh giang na khla cha bạn sống ở quân hay sống ở bộ quân bên tên tới đồng bay ai ở bộ bạc tới bàn trầm trấu từ bốn cư dương tới ca sạc xa riêng sốt ông phí cô rồi bác bộ phút giá sản năng ở bàn xì chùm rơi sân chương cao tới ở ca bộ bạc đòi gần tay lưu to đám khní ấy chẳng vì ai là yên ai khí liệt chạy vì trước đây đám rồi bác bộ phút giá sản rồi có bà chia ca bắt đầu bắt bài bộ ní bà chia chiên ca bắt đầu bắt từ khâm sát đau mà rồi bà phục vụ chắc nè bất cứ một ta chia phục sa sinh đất cua tai bắt đầu bắt chẳng may chấm phù phục vụ chắc nè dương bánh chay từ bên thà ta phục sa sinh đất nước quạt chia cỏ hoa chia ba bậc chân nhà bố rư coi chuyện nhà đại là bát na nơi ca trạch đăng cư phục vụ thị sản chân bà sân chia dương chia cỏ hoa cứ tu nịt ti được bao dương cả phần tập bát bao dương nó cứ bậc căn là borosi đặc ngom sừng cung chiết bà phương vô bài thôi từng ở đường sệt từng cây từng ấy từng ở nắng phần tay thời vô sơn là thô được bao của phật sơn nắng chỉ cầu bà borosi bậc cọp từ đại sơn là thô đặc ngom bậc cọp từ đại sơn là thô bà phương sệt từng cây thôi từng ở bậc cọp từ đại sơn là thô và chia bậc chết vĩnh bậc ông sắc xa phật tập bát chia bị chạm hay là thưa cái giờ hoạt sinh sinh mà chúng luôn tiếp được chia giờ kịch chơi thì hưởng phạt để mà kịch chơi vì được cái đừng bay ở miền ca sáu sáu mươi niên là con số cùng sàng các thằng bản thân chỉ riêng chia nè bản thân là đầu ca trắc đăng cứ bộ bộ để sạt vĩnh riêng thời bồng pin ba mươi ba nhóm cái lõm với nhóm sự kết khi anh tha sau khi mà riêng miền ca vô cho lõm làm pi rôl bị tuôn ti bạc luôn ai năng chúng ta vô thua xâm rạp bỏ sát tự bỏ sài cho mùi bỏ sáng hay vô thua bộ phụ thị sát ấy tới tự bỏ sài cho mùi nâng xâm mạnh chôn thầm ở đài chẳng hắn á chẳng tiền cụ bỏ riêng ấy nó tham dần là nó dừng mơ với anh ta ta nẹ đài rừng sạc hướng này dừng bao đôi rừng bộ vệ dần đó rừng ấy ta rừng nó không tuần chi chi bộ phụ thị sát rồi còn nó không đủ thầm ở đài sắp máu การปฏิบัติพุทธศาสนาคือประการตามมาจีนปฏิปทาทั้งไงประการตามเราเกิดการเรียนให้เงินพอตามมาเลยสัจจะให้ประการตามการมาบอดดอมคือไม่ได้ท่า
tiếng ca kết tiếng ca cái việc ca sầm đây sầm đau được bao dương tiếng ca sầm đây chỉ thằng hàng cao nhất cứ có tận đầu sân chiếm đây sau là thua chiếm đây rossi tụi mình sau là thua với cái cán thằng nó không được trai tụi mình không được ca được có không trai tụi mình cho áp chế sầm đau được chia sẻ đây thằng ca sẽ bị sầm đau được cả mà sầm ở phố quân sầm ở quân miền ca bồ chiệp ca đồng hai ai chị đào ai tầng ở nâng cứ được miền ca chậm ran sầm mát thì sầm đài thôi ai chị đào nâng cứ không nay rầm lấp nơi pratica pise đại ban ca láng nơi sầm mai potica đời tha sang khai nâng cứ dương tìm mối cứ rong ban đạt nơi dụ sang khá miền này tha này sầm mai tha cứ rong nâng chốt bên này biển nơi bảy khai tiệt ជាការប្រកាសរបស់ព្រះអង្គមួយទៀតគឺការប្រជុំនៅសង់ដែលយើងហៅថាចតុរង្គៈសន្និបាតហ្នឹងគឺមានការប្រជុំមហាសង្ឃចំនួន 1250រយហាសព្រះអង្គហ្នឹងជាព្រះរហន្តដូចជាព្រះរហន្តដូចជាអេហេពិខុហើយការប្រជុំគ្នាហ្នឹងក៏មិនបានដល់ដំណឹងគ្នាមុនអីដែរអញ្ចឹងជាដើមអីអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងនោះក៏ព្រះអង្គបានប្រកាសតែងតាំងនៅអគ្គសាវៈ របស់ព្រះអង្គទាំងពីរព្រះអង្គមានព្រះសរិបុត្រនិងព្រះមុគលៀនអញ្ចឹងប្រតិការទាំងអស់នេះហើយគឺជាប្រតិការពិសេសហើយនៅមួយទៀតគឺព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនៅអាវាទបដិមោកមានន័យថាជាការទូន្មានរបស់ព្រះអង្គជាការបង្ហាញផ្លូវជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាជាពិសេសដែលអ្នកប្រាថ្នានៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងគឺការប្រកាសនៅអាវាទនេះហើយ ជាចំណុចសំខាន់នៅនៃបុណ្យមាឃបូជាដែលយើងទាំងអស់គ្នារំលឹកនៅអាវាទការទូន្មានរបស់ព្រះអង្គដាស់តឿនខ្លួនយើងថាយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវតែធ្វើតាមអាវាទរបស់ព្រះអង្គគឺដោយបងនៃការវិចិត្របានលើកឡើងយើងធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងគឺប្រាថ្នាចង់បានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងអាវាទទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍គោលនយោបាយឲ្យយើងណាតាំងចិត្ត ណាថែរក្សាណាសិលណាឬក៏ចម្រើនសមាធិចម្រើនវិបស្សនានឹងដើម្បីសម្រេចនៅព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងគឺយើងមាឃបូជាហ្នឹងគឺយើងប្រពៃពិធីបុណ្យផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្នុងនេះរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសៗទាំងអស់ហ្នឹងពោះចឹងខ្ញុំអាចចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះ ខណៈព្រះអង្គនៅក្នុងចំណុចនោះដែរដូចថាតកតងទៅនឹងការផ្ដល់អាវាទ nơi khung cam vị thi miệng bồ chi đối bằng miền sang đại can đường trắng trà miền bằng ban sầm đai pra samasaput nung bằng ban sầm đai nâu chấm nốt pram chấm nốt tha ta chấm nốt sầm khăn đai bằng ban tu miền biển bạch đai nước miền ở vậy kha bằng và nơi khung avatapadimok nung bằng ban sầm đai kiệt tha thom thom bảy thì mỗi cứ sắp vào phát sạc cả năng có sở phát sạc bất thiết sạch chất tập bà rêu tập năng ế tăng bất thiết nhạc xa sân năng hay bất tốt bất thích có miền khăn tay và mang tập bộ tịch tệ kha rồi hốt đo anu bà viết tô anu bà kia tao chỉ đào mấy chẳng tử
Còn tại bây giờ mơ nó không nông ảnh tình này nị mùi nị mùi này kia thà nâng cứ thơm mà nâng lược dọc mọc nâu chúm nó xâm khăn để dương chỉ đại căn Phật Sá Sá nâng tự dụ tí mùi bà ông mình ao dương nâng thưa ông bơ ạp cọ ông bơ bạp rưu ông bơ chỉ ạp cổ xoal bà ông ao dương nâng viê chạc bà ông ao dương nâng bánh chúc nâng ông bơ ạp cọ thằng lái nâng tam hồ dạ cái viê chạc chật bình tốt mốc bây giờ bọn ông ao dương mình chụp ông bơ ạc rõ tầng ạc rõ nâng hái bọn ông ao dương sang nó sẽ cái đầy lõ ông bơ chịu cơ sót ông bơ chịu bốn là tam cái tam vị trà nâng chật thì bây giờ bọn ông ao dương nâng đốt khát nâng chật rồng bỏ dương xâm áp chật rồng bỏ dương dương tầng ọc nia chìa vật hộ chôn mình toàn xâm rạch nâng mẹ phò nâng miền miền chật khô khơ miền miền chật chìa đậm miền chật bây sai miền chất lộp luôn ấy chỉ đa mấy chân tới chân này phải chăn ấy chỉ đa miền tới chân chất tầng ổn ít để bọn ngồi dương đọc khát mà đó mình tích mà đó mình tích bật tốt mà tiết có miền chúm bạch mưu kết bọn thà dương chỉ nẹ bua rưu có xa mần nạ rưu có nẹ chỉ là thân nạ bè nịp biên nâng công biết biên nẹ đột tỷ công biết biên nẹ đột tỷ hai bọn mình ai xâm lập nẹ đột tỷ thưa bạp nẹ đột tỷ hai mình trăm bán nâng thì bọn mình ai dương nâng mơ nghe chế đây cứ miên chế tràn từ việc chân tự chân cứ tầng ốc ni hái mình miên tâm đẹp lắm mình lớn nó chân tầng ốc ni hái cứ chỉ cả tu miên rồi bỏ phật ông chân sờ mà quên phật ông mình ao dương nó sang ông bờ ba ao dương sang ông bờ lọ ao dương nâng sầm át chết rồi bỏ dương nằm mình ao dương nâng biệt biên mưa nghi mưa sa nẹt đột tây mình ao dương nâng là chế và mát mơ nghi nạ đột tây nụ tì nì hai chế cô đau sầm khăn nơi khôn ông ca phát đau lọc vát và phát ông hay gồm miên to tiết của bọ nâng nơi khôn ông kia tha nâng của bàn ao dương nâng chế cục quân nâng ca bò rịp hộp ấy chế đào mấy chân tư vô hình chân nì chế ca tu miên đau sầm khăn hay chế đôi chế cô nơi giúp bài đau sầm khăn khôn ông ca bọn đốc thôn thiên bọc đôi côn ở thoa sầm sầm rạp bà giáo nây sầm cùng bọ ຄະນາຄະນາຖ້າຍຄະນາອົບປະກົນພະອົງລະນີ້ຄະນາສົມຈູນໂດຍລູກລູກຄູໄວ້ມ່ອງຈາລູກຄູວິຈັດຈາຈາລູກຄູວິຈັດຈາແຕຕອງຕະນັງແຕຕອງນັງການກົບພຸດສາສະໜາກໍໂດຍຊິການຕຸມຽນປຽນປະດາລະບົບພຸດຈາຖ້າຖ້າວີມີຈະອັດຕະປົນໄວ້ຄະຕະດອລເອປະຊາປະຣອດກໍໂດຍຊິມະນຸດເຈິງຈາ បាទតេតងជាមួយនឹងអធិពលអំពីការគ្រប់ពុទ្ធសាសនានេះបាទខ្ញុំសូមតុងតិចខ្ញុំចូលរួមជាមួយព្រះអង្គតិចខាងដើមក៏ឃើញមានចំណុចល្អដូច្នេះឲ្យរៀនសូត្របានហ្នឹងគឺមេបូជាគឺដាក់អាយុសង្ខារដូច្នេះមនុស្សយើងតែងតែស្លាប់ជាធម្មតាហើយតើគូរៀបចំអីខ្លះមុនពេលដែលយើងចាកចេញទៅអំពីលោកនេះបើយើងនិយាយក្នុងន័យសាមញ្ញ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនពេលដែលព្រះអង្គប្រតិភិនទៅនឹងគឺព្រះអង្គបានរៀបចំសាសនានឹងល្អរួមមានការរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំដែលមានព្រះសារីបុត្រមានអីដែលរៀបចំហ្នឹងមានន័យថាចលនានៃការអប់រំឬក៏ចលនាសង្គមតាមបែបពុទ្ធសាសនានេះជាចលនាមួយល្អប៉ុន្តែបើមិនមានការរៀបចំឲ្យល្អក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំហ្នឹងទេចលនានេះនឹងបាត់ទៅហើយ ដោយសារតែព្រះអង្គបានរៀបចំល្អយ៉ាងនេះហើយបានជាពុទ្ធសាសនានឹងគង់វងមកដល់យើងប្រតិបត្តិរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃសូម្បីតែប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសដើមត្រូវបានខាងសាសនាអ៊ីស្លាមវាដណ្ដើមយកអស់ជាង600រយឆ្នាំចន្លោះពីឆ្នាំ1817ដល់1817 គឺឥស្លាមនឹងវាយយកប្រទេសឥណ្ឌាដែលធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងរិចរិលប៉ុន្តែនៅតែអាចបន្តរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះបើសិនជាព្រះអង្គមិនបានរៀបចំល្អទេប្រហែលជាមិនមានពុទ្ធសាសនានឹងមកដល់សព្វថ្ងៃទេបាទសូមអរគុណតែប៉ុណ្ណឹងហើយត្រឡប់មកសំណួរវិញថាតើនៅក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនានឹងអានតើមានឥទ្ធិពលអីខ្លះអញ្ចឹងតែលើជីវិតរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែរបាទ បើសិនជាយើងប្រតិបត្តិទៅតាមពុទ្ធសាសនានោះគឺការរីកចម្រើន
របស់សង្គមហ្នឹងនឹងមានឡើងវិញបច្ចាក់មកវិញត្រឡប់ទៅសម័យមួយនោះគឺពិភពលោកមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនពិភពលោករបស់យើងហ្នឹងដោយសារតែមនុស្សអត់បានគោរពទៅតាមថាមនុស្សលែងមានសាលេងធម៌នៅក្នុងខ្លួនបាទគឺយើងហៅថារលីកម្មឬក៏រលីកម្មដៃបាទសម្បត្តិជីវិតរបស់មនុស្សនោះក៏កាន់តែខើទៅខែទៅអាយុក៏ខ្លីធនធានធម្មជាតិអីនោះគឺបាត់អស់តែម្ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមមកជឿគោរពតាមធម៌តាមសិលនឹងវិញរតនវត្ថុឬក៏ស្អីដែលកកើតឡើងនៅក្នុងផែនដីនោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានឡើងវិញអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាគោរពប្រតិបត្តិតាមពុទ្ធសាសនាសង្គមរបស់យើងនឹងមានស្ថិរភាពល្អបាទធនធានអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺកកើតដោយសារយើងអត់បំផ្លិចបំផ្លាញសង្គមរីកចម្រើនខ្លាំងខ្ញុំជជែកទៅលើរឿងប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចកាលនេះអ្នកខ្លះថាកាន់តាមពុទ្ធសាសនាហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្សោយអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំទៅលេងទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាដើមឡើយមិនមែនពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែសម្បែងតែសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងប្រទេសឥណ្ឌាភាគច្រើនហ្នឹងក៏អត់គោរពតាមពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យពី3សតវត្សក្រោយពីពុទ្ធប្រាជ្ញាពៀនទៅពបាទអាសោកបានយកពុទ្ធសាសនានេះធ្វើជាគោលសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសដូច្នេះប្រទេសឥណ្ឌាคล้ายជាគេហៅ Golden Age ជាសម័យកាលដ៏រុងរឿងបំផុតនៅចន្លោះដើមគ្រិស្តសករាជហ្នឹងបាទបើសាតាមយកពុទ្ធសាសនាឯសុខ្មែក៏ដូចគ្នាដែរសុខ្មែคล้ายជាខ្លាំងនៅពេលដែលឌូមកកាន់ពុទ្ធសាសនាវិញដូច្នេះអង្គឲ្យបានប្រទេសរីកចម្រើនគឺតើតែយើងហ្នឹងមកកាន់តាមគោលការណ៍កាន់តាមសិលធម៌ជាពិសេសសិលធម៌ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងជាដើមមិនមែនគ្រាន់ថាប្រកាសខ្លួនថាជាពុទ្ធបរិស័ទអីប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបរស់ជីវិតនៅក្នុងការងាររបស់យើងហ្នឹងយើងអាចបានយកលទ្ធិវិភាគនិងគិតពិចារណារបស់ពុទ្ធសាសនាមកប្រើសូមអរគុណនិងសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូលោកគ្រូដូចចំណុចមួយដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលល្អបំផុតចាតកតងជាមួយនឹងថ្ងៃមាឃកបោជានេះគឺជាថ្ងៃដាក់សង្ខាររបស់ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាចាហើយក៏ព្រះអង្គបានរៀបចំទុកដាក់និយាយទៅព្រះអង្គដឹងមុនតែម្ដងចាបើតាមការលើកឡើងឬមួយក៏តាមគណៈតាមខ្ញុំស្ដាប់ណាចាព្រះអង្គបានរៀបចំទុកដាក់ប្រតិបត្តិអីចាត់ចែងនិយាយជាចាត់ចែងទុកដាក់ឲ្យបានឡើងល្អហើយទាំងមានទាំងកម្ពីមានទាំងអីដាក់សម្រាប់ឲ្យពុទ្ធសាសនិកនឹងលោកធ្វើតាមឬមួយក៏ធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គព្រមប្រដៅទៀតបើសិនជាយើងកលេចមកមើលឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាក្នុងក្រមគ្រួសារឬមួយក៏ថ្នាក់ដឹកនាំអីអ្វីមួយណាថាតើបើសិនជាមិនបានទុកដាក់មុនមិនបានរៀបចំមុនវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមឬមួយក្នុងគ្រួសារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរទៅលោកគ្រូបាទបើសិនជាបើយើងមើលទៅក្នុងការងារដឹកនាំទៅលើរឿងល្អអីមួយបើសិនជាយើងមិនបានរៀបចំអ្នកបន្តវេនឬក៏អ្នកដែលរៀបចំបន្តការងារទេឆ្នាំនោះបាត់ទៅវិញបាទបាត់ទៅវិញហើយក្រុមគ្រួសារគឺថាក្រុមគ្រួសារខ្លះនឹងបរាជ័យនឹងជួបវិបត្តិតែមានបានអីតែជាងខាងរបស់រុស្ស៊ីអីហ្នឹងនៅក្នុងឪពុកហើយកូននឹងអត់បានរៀនបន្តពីឪពុកឬក៏ផ្ទេរជំនាញអីឬក៏ការបែងចែកប្រាក់សម្បត្តិអីហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជួនកាលអាចទៅជាទំនាស់ដដើមគ្នារវាងកូនចៅជំនាន់ក្រោយទៀតណាតែរឿងនេះសំខាន់ណាស់ហើយរឿងមួយទៀតការដែលរក្សាកិត្តិយសគេឈ្មោះហ្នឹងជារឿងសំខាន់ណាស់សម្ដេចសង្ឃជូណាតលោកតែងតែលើកពាក្យហ្នឹងគេហៅរូបាំងជីរតិនាមកោតាំងនៃជីរតិគេថារូបស្លាប់ទៅហើយគេឈ្មោះហ្នឹងនៅដូច្នេះមានន័យថាលោកបតរស់ក្រោយពីលោកស្លាប់ទៅនោះមានន័យថាស្នាដៃឬក៏គំនិតទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានយកមកប្រើហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាលោកបតរស់ក្រោយពីដែលព្រះអង្គបាត់បង់រូបរាងកាយទៅនៅក្នុងគ្រួសារក៏ចឹងដែរបើសិនជាយើងរក្សាកិត្តិយសយើងរៀបចំបានស្រួលបួលហាក់ដូចជាយើងបតរស់មើលថែគ្រួសារហ្នឹងបន្តទៅទៀតបើទស្សនៈតកតងជាមួយនឹងខាងមហាយានវិញគឺពពុទ្ធិស័កក្នុងមហាយានហ្នឹងគឺបន្តរស់មើលថែពុកផែនដីនឹងបន្តទៅទៀតមានន័យថាអត់បានទៅណាចោលជាងទេដោយសារតែការរៀបចំល្អនេះបាទសូមអរគុណ
Chà, ở con trai lục rù cho nói mùi tiết tệ tôn nâng bà tam ca lược lạc bà lục rù nâng ta miên này tha bà bột sát sá bà sân chỉ dương bà tới vì miên là thua ở miên phía bà trầm đào nâng không sẵn cùng chà, tệ tô ở miên miền sơn là thoa nó không thành công miền miền ca bật bật thoa rồi mùi gò miền ca cột khi nó tập bên tham ảo chợ đam nhưng cho bà sân chỉ thành công môi mình ban cột khi nó tập bên tham ảo ta ta về bắt bò ta đòi ở bảy nhà phải chợ cái đôi chỉ bảy nhà sọc phía nó chẳng mệt đái tới lúc rồi tham đam miền tầm rung này ca hiệp trăm thành công năng xem xem mà มันแม่นประชาธิปไตยละออดខ្ចោះมันแม่นกลุ่มมนุษย์สังคมนิยมละออดខ្ចោះតែសំខាន់គឺយើងរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សនឹងប្រកាន់យកគោលការណ៍រីកចម្រើនមែនតើប្រសងពុទ្ធសាសនានេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ពូជាបុគ្គលឯករាជ្យហើយព្រះអង្គមានតួនាទីមួយទៀតជួយនៅក្នុងការសម្លឹងមើលថាច្បាប់ទម្លាប់អីទាំងអស់របស់សង្គមនឹង ពិតជានាំទៅរកសង្គមរីកចម្រើនមែនឬក៏អត់គឺបើសិនជារបស់ណាដែលមិនប្រកាសថានាំទៅរកការរីកចម្រើនទេលោកចៅវិញអញ្ចឹងធ្វើថាត្រូវការពួកបញ្ញវន្តត្រូវការរួមទាំងប្រសងទាំងអីដើម្បីពិចារណាឡើងវិញទៅមើលថាណាដែលនាំពិតជានាំទៅរកការរីកចម្រើនហើយបើសិនជាមនុស្សមិនបានគ្រប់ទៅលើ ក្លាសណារីកកូលមួយចំនួនទៅជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សយើងហើយនឹងត្រឡប់ទៅអតីតកាលវិញការវិនិច្ឆ័យបើសិនជាយើងមើលទៅលើសិទ្ធិមនុស្សតាមរឿងដែលខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1930ខ្ញុំមានការពិសោធន៍ស៊ីវិលមានទាំងជាប់មនុស្សដាក់គុកឲ្យស្រឹកសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការអត់មានការកាត់ទោសអីជាដើមនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ពុទ្ធសាសនាក៏ចឹងដែរ ពីដើមមកនោះគឺមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងបានជាមនុស្សចាស់ដើមចូលរឿងសិលធម៌និងមកគិតជាសំខាន់វិញដូចនៅក្នុងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនោះដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឬក៏គោលការណ៍សិលធម៌របស់ពុទ្ធសាសនានឹងយើងត្រឡប់ទៅរកបញ្ហាដដែលមុនឆ្នាំ48នឹងឡើងវិញបាទសូមអរគុណហើយឬក៏មុនសម័យពុទ្ធកាលឡើងវិញបាទសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូដែលសាថាដល់ពេលលាសម្រាប់ហើយនឹងខ្ញុំក៏សូ
ធីវិភាគប្រតិការប្រចាំសប្តាហ៍គឺជាកម្មវិធីមួយកម្មវិធីវិភាគប្រតិការប្រចាំសប្តាហ៍គឺជាកម្មវិធីមួយវិភាគអំពីប្រតិការដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកម្មវិធីនេះជំរាបសួរសាជាថ្មីចាស់ដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបន្តិចចាអឹមឥឡូវនេះគ្នានាងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដូចជាសាធារណជនក៏ដូចជាប្រងគ្រូហើយនិងលោកគ្រូផងដែរចាអឹមឥឡូវនេះគណៈសូមជូនទៅប្រងគ្រូគណៈប្រងគ្រូអឹមប្រងគ្រូលើខាងគណៈទេចាអើគណៈកណាសូមប្រកិនសំណួរជូនព្រះអង្គគ្រូចាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលយើងបានជជែកគ្នានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះអឹមដូចជាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យមាឃបូជាព្រះអង្គគ្រូមើលឃើញថាឬមួយក៏ការប្រតិបត្តិនៅពុទ្ធសាសនានេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនិកយ៉ាងម៉េចដែរទៅព្រះអង្គគ្រូគឺចំណុចសំខាន់ដែលយើងប្រពៃទីនៅថ្មបានលើកឡើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងរំលឹកដល់គុណរបស់ព្រះអង្គនឹកឃើញនៅឧបការគុណរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានដាក់បូជាជីវិតរបស់ព្រះអង្គចំនួន45ព្រះវស្សាបានដឹកនាំបានទូមានមនុស្សឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អណាគឺ
về đại dương nước khơi nơi ca là bằng nâng hái hay về đại dương rụm lấp nơi ca tu miên là bằng nâng hái dương nâng do ca tu miên từng ăn nốt một đạn không chịu vượt được bao dương chnai product chịu vượt được bao dương ở bàn lõa pro sa pro pay chỉ môn chẳng đôi đôi bằng lụa bằng cái vị chất bàn lược làng chẳng nước không bột sa sna nơi không bột sốt muối bằng bàn sầm đài hay atomica sốt ca na một nút đang lai nà chấp bị thân đặc nòm rồi hốt đọc rồi chiều bột sầm mảnh về đề dương mình miền thọ biết thật thọ nó cứ dương rộp bạp miền vị này là o miền mê ta miền cả rồi na miền mùi tay chỉ đa mấy chân tơ rồi còn miền thu sụp bật rồi chỉ thoại chỉ đa chân tơ chân cao na một nút được không sừng côm chẳng ọ trong vùng cái chỗ mà trong mình chạy tha tuần này tí nít mình men tại tuần này tí rồi bỏ đọc thật bị ba rồi có nẹt na rồi bỏ nẹt na mẹ thế cứ chia tuần này tí rùm rồi bỏ dương để ông lấy dương bà thật collective responsibility cứ chỉ cả tập cái rùm chẳng ọc nìa chân cao na một nút chẳng ọ nên không có số nước mình chạy thật cao na một nút chẳng ọ mình miền thò hỏi cứ tiền bạc để than tiền ca sự thiết nâng bài pro hỏi mình trăm phần năm thế cứ mình nâng miền bảy hà trám nên không sùng cùng hơi nâng miên chụp ngư trá nâng nông sự cồn tiệt nà đôi chia cả biệt biên chụp vật nhà đầu tây thừa ba nhà đầu tây ẩm bơ phục lụa chị ta mới tập ở nâng cứ cao na miên pành hà nâng cả la nông sự cồn hái cứ sự cồn mình miên sự đầy sọc tề bài một bình chẳng hái ban dương thừa miệng bồi chiến là dương rụm lấp nơi sự đầy lõ ca lẽ bao rồi bao rõng đầm bay đại phật ông ban lẽ báo nó cứ nằm bên bằng cát nơi sùng cung đại phật có đại san tịch hiếp đang phơi cài phong đang phơi chật phong vì sao nó cứ bảo ông cùng rừng là thiên nhiên không trời bất phật có nơi sọc san tịch hiếp nơi không sùng cung về đại một nước group ru miền sẽ đại sọc nơi không luôn hải chẳng dương cô ca ni hái đại phật ông tập chi dương bằng cát hay không phật sốt nó của ông mà chết đại cả nam một nước miền thổ nà cá nam manu miên san tịch hiệp nơi khôn khôn cá nam manu che cột khnía che sờ lạnh khnía thay ra sa trọp khnía cứ sùng côm nưng nâng miên sịch đầy sóc nâng miên hiệp rung rướng bật bật cọt đang kháng xong phải đẹp nhiệm nâng kháng chật nhiệm chăng cứ tu tăng bị phục lộc nưng cứ dương rụm lực nơi sịch đầy lõ cá lẹ băng rồi bỏ ăn nưng nằm bay bận đó nơi côn thua nơi khôn khôn rồi bỏ dương rụm lực nơi cá tu miên rồi bỏ ăn nằm bay nhang chnai prodat chivit robas yeung nu oy mien sikadai sok kana chivit robas yeung mien sikadai sok hai krom krusa robas yeung mien sikadai sok phum yeung ko mien sikadai sok srok yeung ko mien sikadai sok khaet robas yeung ko mien sikadai sok prateh yeung ko mien sikadai sok pipop lok ko mien sikadai sok ni hai da yeung trou romlek chi rieng roal chnam neu ne pithi bon miek ko bo chi ko chang thma mien te pan nang bo cái nào bà ông tẹt to nên chuẩn bị như u ta ho tha bà sinh chỉ dương khơi tha bà sinh chỉ kể lại từ tẹt to chỉ mũi nâng ca tham ăn nhôm được bao mình đâu mình nè nữa cha bà ông đi bà ông miền sang đi ca hay tẹt to từ nâng mình đâu mình nè bà ông nâng chẳng ở miền miền sài đây sọc cha miền sài đây sọc tiếng cơ sa tiếng hạ công đúng rồi cái tiếng sang công ấy chỉ đam nữa cho bà sân chỉ mình nuôi đại miên phìp ở tham đi dôm đúng rồi có trang ban tạc luôn ai thà ta việc bắt bớt đó sùng cung thà ta vì miên sợi sọc sẹo luôn ai đại được thế đúng rồi cái chẳng nè bà sân chỉ cất tới tam ở phật Phật Thích Na cha cái này cứ bộc câu đại miên chật ở tham đi dôm bây giờ như vậy con người sắm anh ta trang ban ở với trang ban ta sắm rập sợi sọc luôn ai rồi bờ được thà bây giờ cất thà bộc câu năng rọc xí bộ côn nâng trong bàn từ lối để tụ bay chỉ ẩm bơ đại bộ côn nâng thưa ba cung chặt đây cả đời nâng tụ bay chỉ bạc bò ở bà để than bạc bò ở chỉ vật là bao mình nu rồi co cam một co nẹp bầm ra là bạc luôn nâng dạng mạch co dạng mạch tư rồi co bạc bò ở bà thọ sa sna chết bộ côn nâng cứ nên sắm cứ ắt mà này dùng mày hơi bà con ông bà phật sa sna bà ông sắm đại tha chỉ bộ côn đại miền ca lộc luôn khẳng chỉ bộc lộ đại miền ca lộp lộn khẳng chẳng hay cứ ca hiệp lộp lộn này hay thưa ơi luôn ai nâng mình sẽ đầy sọc phong hay mùi tiết xong cùng tàng mùi nâng còn mình sẽ đầy sọc đại chẳng nông và sốt và ông bàn tu miên đọc về hà rê hùl thà mình nil rê hùl ông bơ đại nẹ thưa là môn nâng nẹ thưa bên nẹ đại bên nẹ cổng bông thưa thưa hỏi bà ông bơ tiếng ốc nụ miền ca bác bó đọc luôn ai anh phong
đo một nút nơi chung vinh khuôn phóng nẹ công thư ông bơ nâng. Còn tại bơ ông bơ đè nẹ thơ miên bởi giọt đo khuôn ánh, miên sẽ đầy sọc đo khuôn ánh, miên bởi giọt, miên sẽ đầy sọc đo sừng cúng và ông tu miên bởi rơi hụt thạ thơ ông bơ nâng chọt. Chân cổ lệch mô vinh bộ cơ đè miên chất hạt mà nị dũng lụt luôn cứ mình nô mộc nơi sẽ đầy sọc đo sừng cúng tê cứ miên tại tất nè chân chiên sản nhiều nhầm. Đối với hai bạn Mahatma Kun thị quạt bạn Paul Pia Tha, the earth is big enough to provide the need but not the human greed. Cứ phục hành đây tầng mô nâng cứ vì cục quân hay đâm bay chia đồng rơ ca rồi bỏ mà nụ dưỡng đâm bay chân châm mà nụ dưỡng. Còn tại phần đây tầng mô nâng mình cục quân xâm rạp chân châm nâng phiếp lộp luôn phiếp trong bàn khăn rồi bỏ mà nụ tế. Chẳng bỏ mà quỳnh, nó có trong tu sản phẩm của sản phẩm ở đây, nó có trong tu sản phẩm ở trên đây. Một lúc chắc ta miên chất ạc mà này dùng lộp luôn, kết thúc luôn anh hỏi, cứ việc bác bó đó luôn anh phóng, việc bác bó đó sẵn cùng phóng, mình trăm tệ phần năng tế, việc bác bó đó bác để thàn thật tiệt, là cứ phần đầy năng năng vì nếp, mà đo mình tạch, lươn, bởi mình đo thấy cứ lươn chiêng ở vấy đấy. Dương sman lươn chiến bạc thoa mà chết đại miền. Bỏ ní, ní chia tu sản ác bỏ Phật sát sản ác bỏ. Cảm ơn thoa anh cung ổ con Phật Ấn Cửu. Phật Ấn Cửu ở tiệm tông tân năng chân nội tiếng ổ ní. Đại dương đại Phật Ấn Cửu ban miền sang đề ca. Tiệm tông chân nội tiếng ổ đại bỏ Phật. Tha ta vì miền ca tùm nẹ tùm nôn vầy khá tân năng sức mạng nụ tư Phật Ấn Cửu. Cảm ơn. Thì mỗi một nâng dương dù là thả ta ca tu miên rồi bỏ bỏ ổng hay nâng miệt trạp xe nâng nông sức mạng nốt miên tùm nạ tùm nông dòng bạch nốt dương trâu dù phì cổ đau tiền bà Phật sát sát ná tiền sức mạng nốt sân nâng nông Phật sát sát ná bàn đối thamá bàn lực là ổng bì môn chân cứ cổ đau rồi bỏ bỏ ổng ổng dương chi diễm thua sức đầy lõ mình thua sức đầy lõ. Biết tha sẽ cái đây là ổ để tham gia trong bình chạy nó. Cứ bảo ông bằng riêng ở dương, miền mê ta chung phố khăn nha, chạy cửa rộp khăn nha, mình mơ nghe khăn nha, mình thuở bạp khăn nha, mình biệt biến khăn nha, mình lùi trọp khăn nha, mình sẵn lập khăn nha. Cứ miền trả ơn, cứ bảo ông hàm mình ở dương nâng, thuở ông bừa cọc thằng ổ, nâng tế bằng đạo dương thuở ông bừa là ổ. Chẳng dương nghiệp mơ mơ cô ca rồi bỏ ca bọc ca. Chia sạc cao vì sức mạnh nguồn quýnh bởi dương sạc xa ở xì chùm râu nơi miệt ra tên xam sập để bàn chạy nhúc cơ đau rồi bỏ kế kê bằng chữ ai thà all humans being born free and equal in human rights and freedom regardless of nationalities, culture, religion and so on. Chẳng cứ nó không sẽ đầy bỏ ca chia sẻ cao đầy bí sật mà nụ nâng cứ kê trong mạng trẻ thà mà nụ dương tầng ọ khăn nha nâng cứ cao mò miên sất sma khăn nha miên sất sầy phiếp sma khăn nha miên ca bình chanh mật tê miên ca rụt nơ trở tại ách riêng ban tụ bây chìa cro tụ bây chìa miên ấy dàng nà cậu đói cứ miên sất sma khăn nha hạt ấy bí bố mà nụ miên tầm lại sma khăn nha tụ bây chìa cro tụ bây chìm miên, tụ bây nông tổ cô sát, nông tổ cô nẹ cro bà nà cả đói cứ đầm lây mà nút nâng nâng sma khá nìa đỏ đài tế. Chân bà Phật sát sát có bà đo đầm lây ôi cả lấy nâng đài. Bà ông bà mình chạy hay mà nút là o rửa cro mình men thất nơi lưu tổ cô lê bà sà nà tụ bây chìa bà cô nâng nâng tổ cô sát, tổ cô sạch tổ cô nẹ miên bà nà cả đói bà tay ông bơ đà bà cô nâng thớ viên mềm mềm chìa ông bơ là o bà ông dầm đánh tha cứ bà cô nâng mềm mềm chìa mình chỉ bỏ cổ lọ tê, mình thật nó không được cổ 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 tê, cứ thật nó không được cổ thọc tiệm. Còn tại bà sân nà tụ bây chỉ bỏ cổ nâng cao thì nẹ cổ mình miên lôi chỉ nẹ xong tiên cần ai bà tại bà quát miên côn ở thò, quát miên mê ta, quát mình rơi ơn, quát sân lanh cổ rút bỏ cổ cổ rút được chỉ muốn thoa mà đá, bà ông xa xa bỏ cổ lưng vệnh. Vì bà rùa, sất sở đây kiếp ní hái, đây bà ông bàn tất đo là ôi mà nu, nâu bà tê, nâu xa mai đi, đây là sân nà prum mình bà đo là ôi nâng sức nhạc cro đôi chì nhạc đôi chìa sâu ở sâu pha cả chị đam đại quạt chị khmer rửa xâm ràm rửa ấy nâng đại kê rửa áng dựa cô thọc tiệt nâng còn tay bà ông ban khương đầm lây rồi bỏ khmer nâng tử vinh bà ông ạ nụ nhát oi khmer nâng một bước nâng sát sát nà bà ông hay trả đấng chìa ra xâm ràm sâm bột tiệt hay khôn ông
ca sập bên robot phở ăn có đôi khi đá phở ăn sập bên khơi nhà thợ cô tiếng buồn phụ nữa nè các chia bả xa bả xây tiếng buồn phụ nữa khi đây hà một chỗ chụp phở ăn hay cứ miên phụ tại mùi ở với đây tham trang này dễ được lắm cứ bộ Phật sát na đo đầm lai ao mình nước nữa mình men trâm tại nơi lơ thợ cô rồi có phò sầm bol nơi lơ trót để phở ăn có đo ao nơi lơ sẽ cái đây là cứ ẩm bơ là chân giang nam ấy nơi không ca bọc ca chia sẻ câu sẽ bị sự mình nướng về đây tham sát xa tới có kia cái đau từ lơ sẽ cái đây là ở đây cứ ẩm bơ là mình ẩm bơ cả thì chắc cứ ca cổ rốt sự mình cứ ca quan tro nơi ẩm bơ là ca rụng lô nơi sự mình cứ chỉ ca thưa nơi ẩm bơ cả chân bởi dương nghiệm mà mơ nơi lơ biết cam không có sát ná cứ cam mà cả cam là ở nè của chân là tham miên tài ca châu rùm tân năng của ກະນາພະອົງພະອົງຄູບາຊັ້ນຈະຕາມການປະມາເມືອຫຼືມືກໍການເມືອເຄີຍຂອງພະອົງຄູໄວ້ຖ້າຕາປໍລອດກຳປູເຈຍັງໃດໂຕປະຊາພະລອດກຳປູເຈຍກໍໂດຍຈະຖະນະດັ່ງນໍາໃຫ້ໃສ່ໆຈະດານນັ້ນຖ້າຕາມີສິດທີພິບສະໝາຄືໄດ້ຫຼືເຕຫຼືມືກໍຢ່າງນາພະອົງຄູ sống lại thà ni chỉ chụp bắp chỉ bắn nhà tu tiếng bị phục lốp hay mình trầm tai bắt chụp bàn thế cái nòng ở tay tật cá còn miền đại sông bay sông mai prasama samput còn miền mình miền phía smart nia đại cứ miền cà pro can đôi chỉ cà bay chạy pro col buồn bụi chỉ đam chẳng tới ở xa miền cà pro can miền bắn nhà ni group cà group prate nâng hái ban prasama samput pro ong ban bằng cao nơi cô nội vụ bái cứ thoa thoa bảo bảo ông nữa bằng riêng mình nữa mình ao miền ca pro can miền ao ca được nữa hay như sầm lắc nô pa chập bắn cứ vi miền mình trầm tại nơi khôn ngon ở thế hiện thế mình trầm tại cứ vi tu tiếng bị phục lộc mà trộm ở thế sài lang ca ở thế xem có kỳ biến vận tải của hai thế tra ơn việt tách ở thế khác việc trả lời chẳng tự nâng khôn ca mình sẽ đẹp hiệp smart rí rưu mềm smart nè bộ Cảm ơn bà con bà ông cổ xong nghĩa tới lục rưu vinh bà đón chá lục rưu vị chất chá lục rưu vị chất lưu kinh nhông tế chá bà lưu chú bà chá lục rưu vị chất tệ tôn tên năng và sân chỉ đợi ở bang kru ban được là ngày nên được nông vật tế mùi mùi nâng cầu miền khai ta bánh chạy vật nặng ấy chị đã nâng cha ta tha ta bánh chạy vật nặng viết thua ở bạc bò tạo đó sẵn cung rung mùi gò mùn đu giang mạch đại tư ở lục kru cha bạn xong ở quân tràn đời sáng nhóm thuộc nâng đề đại chân nhóm ai đăng riêng nâng khá hay cơ nhóm thuộc sẽ chủ yếu đẹp thông nâng riêng khá system riêng cả bàn chạy bản nạng riêng có untouchability nè đại ọt bản nạng nâng chụp riêng ấy nó sẽ rộng đế cái bà bì đà lít nâng chân hào bộ chân đê lưu có nè đại ọt viên bản nạng nâng cứ quạt bàn to và đầm bay sắp xảy phiếu bỏ quản xung bay tay nó không càng nghe ọc rung rồi có càng nghe xem bà Paul chả ra mình tên nhóm khởi hình thà quạt ọt bàn sức nó không càng chú rung nó không xung cung xem sức tự tuột bàn cả ọc rung sức riệp cá sức đầm bay miền cụ sở cõi nó cứ bộ bạc nó không càng riệp chăm ca đập bay chlong nâu văn nạ khá nê tờ vinh tờ màu nhưng chết chết đầy xa nhâm thơ lộp cho tờ tam xạ cúng tờ mơ sệt mùi tệ tờ ông chú mùi nâng sệt ca nghĩa rồi bác cụ má và sư cụ má dân hào xìa ó convention on chai rái nâu sử dụng đi nâng đầy xa tài nẹ đài thật nâu khôn ông tục bề nẹt để ấp vận nã nữa của outcast của đàn lít nè rồi ngay cái hào thằng đàn lít cứ của quạt nẹt khá mai áo nước lụa ok tăng pp đại quạt nó không tua anh chơi cái hào bằng đít lệ bớ cứ chụp ở đây
bầm nón cái tăng về nấu con ong cua mà lại chẳng cả màu nó cứ nấu bị tu cho tu mình tên bà dân tàu khu mùi nó cứ quạt được thưa ca nó chụp cài cái ngạt đó cứ tàu tầng côn tầng ấy nó tàu đam ao chụp cài cái nó cứ tàu đam ấy xây nó chụp cài mới thay toám hơi prakum rai đã quạt được tu bà nó cứ tiệm mình tên bà mà phải pram rupee nó phải hai chi tụm an còn hôm nay nên chẳng quạt up cana quạt là vui từ nưng ở nó quạt ở ban từ riêng quạt ở miền tây đầm bay giờ thì vọt luôn ai giờ đi chìm rán tới tây hay nó sụp nó cứ chi bản thân chi rồi phơi mấy giờ phơi cái miền cái lại cây cái lại cối hay nằng cái lại để cho dân khơi nhảy nó dân sụp bay từ ca phơi từ ná xây nó cứ quạt bạc bòn tràn mình tên chẳng chi sờ rộp ruộng máu ca bạc can vận nã nó cứ bà bòl khlang hai thơ ai mà nó ăn miên cá đi chùm rán thế dùng cúp nó ăn miên cá đi chùm rán thế của quạt thơ tài ca nghe nè đài bà hãy ta nhóm xung rùm lực tích thật ta ca bà căn vận nạ nâng việc cà làng màu bình nà ca bà căn vận nạ nâng cư việc cà làng vì mù than bảo việc bấy mình tên sông đía vì đá mà miên cá bà căn vận nạ thế vận tay cà rùi máu cư miền ca và căn và nã nó về để phụ ai rắn cứ phụ ai rắn và ai rắn nó cứ ai rắn đằng anh ban vay chỗ mà sống đĩa và đôi thợ đạn này cô mà sống đĩa chắc nằm bay cục rong sống đĩa nó bán nó có cho cái pivot rồi có cho anh sáng nay vô bị sa sang sự kiện nó thôi chỉ diễn đang là tới tiết đáp bật bàn nó vô mà thôi chỉ cái pivot này chúng tìm mối cứ cả đời xa 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 cứ xa xa hẳn đu nâng ảnh phụ nâng quạt mình đang thà lấy trong lạ cả nạ thà mà nụ prea và cả mà nụ sẽ nạ và cả prea cứ xe thơ mách cầm ai cứ dốn hay đạ ca kiệp xung quạt chúng tìm mối cả ta xa 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 tìm biết cứ cả ta chi vật xa cả ta chi vật xa nâng cứ thà bạc cả màu nọc nông tự cô na chẳng tớ khi miên xa mặt thật bị xa hay chẳng tớ cả màu nông tự cô na thì chỉ on chẳng tớ hay tìm bấy cứ lạ cả nạ sân kriêm bà sân kriêm thì phục lộ nhưng tại mặt đoàn cứ lại cái nạn làm bay cục rộng rộng rìa bà nâng và to là thuê ai bây giờ của rộp nó không nâng bài chạy tàu chị ổn hết lúc này chân tàu bà xong ổn cô chàng chà ổn cô chàng lục rù bà sân chế dân chá lộ bằng chăng mà không bắt bọt không bắt tay cầm về chìa vĩnh thả ta miên ca bài chạy bằng nạn bài nâng đại tế hay ca bài chạy bằng nạn bài nâng vì bà bò tàu đó chá bọc ổn tàu đã chia đu mùi cơ giang nà đại lục rù nó sập Campuchia nhóm tha ăn miên cả bài chạy vận nạn tế tại sao phía đại dương phở chỉ tứ tới dương hào phía thao vận nạn này miên pi cứ chạy theo đường chia tập cồn sập bò phía thao vận nạn hay tập bò sập bò hay đường tập cồn nó không đây đau mà bỏ phía vận nạn chắc nó sập Campuchia dương mình miên bài chạy từ chia tập cồn sát vận nạn priem vận nạn về trạng sốt số trẻ quay sạ số trẻ chân tay rồi có nẹt đại áp miên vận nặng. Bản thân là sốc cam với chiếc ai nâng miên để chỉ các bàn chạy thành nặng. Giống như social classification rồi có social stratification cứ các bàn chạy chỉ là biếp sang cùng với rồi viên kết rồi viên nặng miên nặng nặng cỏ. Để phó tráng ai bằng hai khuyên tha ca rịp chom lùm nâu than ấy sắp ngay nâng dân khuyên được miên để chỉ bị elite town miền này thì tìm công cứ chơi cái này rồi nào rồi bà bị chun ở chân tay rồi có tới chơi mặt đông sầm nòng nào rồi bắt tay chân bà kết chia thành nạn sủng cúng cứ kết thành nạn nè miến thành nạn cả đá hay năng thành nạn nè cro rồi có thành nạn phụ mặt trên nó lại phụ nè đại ọt phụ nè đại cầu sủng cúng mà nè đại ọt miền tây sờ bay đa sông tiền rồi có ấy nâng từ chỉnh chẳng nhưng thay mình men chỉ cả bài chạy bản nạ sừng cung thì bản tái chia thả nạ sừng cung hay thả nạ sừng cung đấy sọc na của miên này nó sọc thay ấy nâng nạ miên kháng nâng và hai chia bộ màn thị rồi ấy thế và nó sọc máy nạ miên kháng thôi chỉ ốc nhà ấy nâng và hai chia bộ màn rồi nạ chân tới về ốc nhà nâng bài chạy thì chia thọc thân ấy chân tới hay thả nạ cả đào nạ miên tại chân đô mà chung hay năng nẹt đẹp cro hay là cầm bột tọt cây cro hay năng nẹt đẹp nấu sống tiền đấy dân khơi miền bản chân nhom kết tha bởi prang tuyệt đó cứ thành nạn sống cùng mà sống ở cồn. Ở cồn cha lục ru cha đời xa tại dân đời xa tập bầm bồi này tì 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 cha lục ru ở tây thông chùa mùi năng ở ca prabat ở putasana tha ta
ពុទ្ធសាសនិកនឹងលោកត្រូវតែរៀនសូត្រឬក៏ប្រតិបត្តិបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យលើកតម្កើងសាសនាក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឯជាដើមនឹងចាលោកគ្រូ បាទសូមអរគុណច្រើនមែនតើទៅពាក្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងពាក្យដែលគេខ្លាចសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹង យើងគិតថាពាក្យនឹងថ្មីការងារសិទ្ធិមនុស្សនឹងថ្មីមិនថ្មីទេ Biết bà răng khmai bị đam lại môn đường riêng ấy kể ai riêng sâu đã mô bụt thị dạy sật thang miễn biệt là sật thang nâng mình đã xong ai kể ra là mạc sạc bỏ nhóm chụp bộ phục bụt nâng ban xong rạch và mình chưa nhóm ai tùm mơ nơi khăn nông sạp trái xinh xích cư miễn biệt sật thang rồi cơ sật thị ca nâng sật thị ca nâng mình đã thật thơ ấy cư mối thuộc ban xong rạch hay bà nâng khăn nông bụt sạc nà với biệt sật nâng cư chỉ chú mua thật bỏ phục bụt đà bỏ ông mình toàn trả đăng nâng ấy cư chú mua phục sạc thoát nâng cư sật សិទ្ធធាត់ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដែលញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រាប់ហ្នឹងឯងហើយពុទ្ធសាសនាវិញយកមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការកសាងកិច្ចសន្យាសង្គមបែបពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺយកសិលធម៌ហ្នឹងឯងធ្វើជាមូលដ្ឋានឲ្យមិនមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអីហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺយកតាមគោលការណ៍ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតសិទ្ធ ដែលសិទ្ធពីកំណើតសិទ្ធរៀនមានជីវិតអីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គមិនឲ្យសម្លាប់ហ្នឹងដោយសារយើងមានជាប់អាសិទ្ធពីកំណើតហើយនឹងសិទ្ធមួយចំនួនទៀតដែលនឹងមកធ្វើប៉ារិមោកនេះមានការជួបជុំគ្នាបញ្ចេញមតិយោបល់សម្ដែងកំហុសអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាតកតងនឹងសិទ្ធដែលគេប្រគល់ឲ្យយើងហៅ natural right hand claim rights គឺសិទ្ធដែលគេប្រគល់ឲ្យហ្នឹងគឺសិទ្ធសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់អីជាដើមហ្នឹង bà sân chia protect bát a bát trăm trâu, nhóm jay, the lapter down bên tư bông tư rô rin sân. Sắp ngay nâng dưng, up sâu cho chất rin, nhóm kênh a pup, there's a map rin, bụt sắp nga, nghe chu lưng bên charana, bên tai, phi charan dưng, up ban, tư rô rin, đa kluôn ai, ba, phi chân rin, tai, tóc, nia, chân tư. A tp ku yo, tư pra pra pra, tư kluôn, tư vượt bạch trăm tang ai, bọc luôn ai, ពុទ្ធសាសនានឹងមិនអរូបិយទេព្រះអង្គបានលើកពីដើមឡើយនឹងគឺជាលក្ខណៈមនុស្សនិយមដូច្នេះគឺតកតងជាមួយនឹងលបរោស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងប្រកាន់ទៅតាមសិលធម៌ទៅឬក៏ភាសាសម័យរងៃនឹងគេហៅស្អី social responsibility ណា corporate responsibility រឿងនឹងយើងរោស៊ីនឹងយើងគិតគូប្រាក់ចំណេញមែនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវគិតគូពីភពផែនដីយើងគិតគូពីមនុស្សដូចជាពុទ្ធលោកសំដែងនៅក្នុង សិង្ហិលកៈសោតថាបើសិនជាយើងធ្វើជាមេគេយើងត្រូវតែឲ្យប្រាក់ខែឲ្យសមរម្យថែទាំសុខភាពអីរបស់អ្នកដែលនៅក្រោមអាវាតឬក៏ឲ្យរង្វាន់លើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើជាបរិស័ទល្អដែលប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាទីមួយគឺយើងគោរពរាប់អានដល់ព្រះសង្ឃដល់អីហ្នឹងដោយកាយកម្មវចីកម្មមនោកម្មហ្នឹងប្រកបទៅដោយមេត្តា មានន័យថាកុំវាយកុំទាត់កុំធាក់គ្នាកុំនិយាយពាក្យអាក្រក់អាក្រក់កុំគិតអីអាក្រក់អាក្រក់ឲ្យជំនាញទី2គឺបើកទ្វារទទួលព្រះសង្ឃក្នុងពេលវេលាដល់សំគួរបាទមុនព្រះសង្ឃមុនអីទៅលេងផ្ទះទៅទទួលចង្ហាន់ទៅអីប្រគេនបច្ច័យ4ផងព្រោះព្រះអង្គអត់មានអាទិញលបរោសីដូចយើងទេគឺរស់នៅដោយសារបរិស័ទនឹងឯងបើមិនជាយើងអត់ជួមរួមនៅក្នុងការងារ មើលថែទាំព្រះសង្ឃនឹងធនធានព្រះសង្ឃនឹងបាត់អស់ហើយដែលព្រះអង្គដូចប៉ាកែប៉ាកែដូចព្រះអង្គខេមរ៉ាដូចជាព្រះអង្គអីផ្សេងផ្សេងដែលហ៊ានចប់មកសិទ្ធិធនៈបណ្ឌិតសិទ្ធិអីហ្នឹងតែកាលណាយើងអត់គោរពរាប់អានយើងអត់ឲ្យតម្លៃនឹងសឹកអស់ហើយបាទដូច្នេះពុទ្ធសាសនានឹងរីកចម្រើនទៅទៀតទេដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលថែទាំព្រះអង្គព្រះអង្គបានល្អព្រះអង្គនឹងបន្ត ធ្វើជាស្រែបនរបស់យើងតរទៅទៀតបាទសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូចាកណាជូនទៅព្រះអង្គគ្រូវិញចាដល់នេះសោះមួយនាទីទេជាចុងក្រោយតើព្រះអង្គគ្រូមានអ្វីជាទូមានព្រៀងបដៅសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែរចាកណាអូអ្វីដែលអាត្មាចូលរួមគឺយើងទាំងអស់គ្នាកុំយល់ច្រឡំហើយកុំគិតខុសពីពាក្យថាសិទ្ធិមនុស្សអ្នកខ្លះគិតថាសិទ្ធិមនុស្សតកតងតែ នយោបាយទេអត់ទេគឺដោយសារការយល់ខុសនេះហើយដែលយើងមិនហ៊ានយល់ដែលយើងមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិដរាបណាយើងយល់ពុទ្ធសាសនាឲ្យច្បាស់ទៅគឺការថែរក្សាសិទ្ធិមនុស្សនឹងរឹតតែច្បាស់រឹតតែខ្លាំងហើយកាលណាយើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យពុទ្ធសាសនាខ្លាំងការផ្ដល់ឲ្យសិទ្ធិមនុស្សក៏រឹតតែមានតម្លៃដែរពីព្រោះគោលការណ៍របស់ពុទ្ធសាសនាគឺដើម្បី
sọc sẵn tiếp cứ đậm bay chùm nét nơi rừng ở vầy mùi xâm rách nơi rừng ở vầy mùi rùm khả niệm tổn xâm răng Kena thay một công bằng cụ ở con bằng cụ lời đi trên tờ đào cam vị thi trên đó tìm bằng chập tờ hai cha nên chung có xôm ở con đò bằng cụ cái đôi chi lục cụ phong đá cha đại ban ở đó cái gì vô cho rôm nơi khung cái phía xa dương nơi thay ni cha hai có xôm niệm môn cái đôi chi chơi bóng bồn xa thiên nạn chôn cho rôm nơi khung vị thi bon cầm lịch bố chia nơi thay tờ đọc bằng mối khai cùng phẹn đi phong đài cha xong chơi chơi rùm tặng ạc nê nơi khổng vọt ả rám nơi khổng bà đê chia nơi chạc cam chia cha nên chung nâng bằng cổ cổ đôi chia lục rú xong cổ rộp lia cam vị thi vật trụ sức mà nụ cam bố chia nâng miễn chạm sai lòng vĩnh tam địa sát thanh đi vật trụ Sweet FM cao sập bảy chốt mà phải pram nơi khách cầm bốt nâng vật trụ Sweet FM rồi bảy chốt pram nơi khách bật tiền miền cháy bề liếc mong pram đó mong pram mùi lần yết rứ lục nẻ ai chốt đập tam địa kê hạ tầm bùa robot mà chạm một đồ sức bằng Campuchia đại miễn asai giật thán cchocambodia.org/khmer/radio rứ youtube.com/cchocambodia xung o cùng